Quý vị đang theo dõi một tạp chí kinh tế hàng tuần của Sài Saigon TV cùng với giáo sư Đinh Xuân Quân. Chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần. Gửi đến quý vị các chi tiết liên quan đến các cuộc thảo luận và xem định hướng kinh tế của Hoa Kỳ trong tương lai như thế nào. Phần lớn á, khi mình lên mình thảo luận, một là mình nói về vấn đề tranh cãi hiện nay liên quan đến nợ trần hay là cái hướng đi của nền kinh tế sắp tới, nhất là thời đại dịch này. Trước khi phần quảng cáo mình đang nói đến món nợ trần, Vậy. thì anh có giải thích về vấn đề dưới thời của ông Trump thì ông giảm thuế, mà việc giảm thuế đó chính quyền liên bang không có tiền thuế thì phải nâng mức nợ trần còn cao hơn dưới Được. thời của ông Obama nữa. Được. Nhưng mà lần này sang tới thời của ông Biden thì đảng Cộng hòa nói no, tôi không đồng ý món nợ trần. Không thì uh, quý Đây quý phải là một cái đòn thế chính trị không ạ? Không thì th quý vị biết là uh, vấn đề sứ Hoa Kỳ là một cái sứ có hai đảng lớn đảng thì khi nào mà người ta thắng đó thì là cái gì cũng dễ dàng cho người ta hết. Nhưng ừ. mà nếu mà thua đó thì là phá, nghĩa là không phải phá nó không đúng nhưng mà làm khó khăn, gây, gây khó, khó khăn, khăn. Yeah. gây khó khăn chứ phá thì cũng không đúng không phá được đâu. thì tôi thấy là vấn đề mà không phải, tôi thấy trước khi mình vào cái nợ trần đó, tôi nói là cái, cái ngân sách năm tới, bây giờ là cuối năm mà giờ này cái tuần chót của tháng 9 mà chưa thấy nghĩa là ngân sách cho là, tài khoá mới thì là nó là một cái khó khăn là tại bây giờ quý vị thấy là cái đầu tiên đó, là hơn 1 tỷ để cho hạ tầng cơ sở thì phải thông qua ngàn tỷ và hơn một ngàn tỷ đó thì nghĩa là nội hôm nay thôi thứ ừ. năm thì may ra thì chưa biết rồi đây tới cua, nghĩa là, 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 cuối, ngày. Là, là, cuối ngày mới biết được cái đó là một cái thứ hai nữa là quý vị biết dù còn cái gói mà gọi là hạ tầng cơ sở xã hội thì sao hạ tầng cơ sở xã hội để cho nghĩa là có con cho đi học được trợ giúp cho những người nhỏ đứa đứa có những gia đình mà có con nhỏ thì sao thì tất cả những cái chuyện này đó nó là dính vào cái ngân sách cái đầu tiên nó dính vào cái ngân sách và cái thứ hai nó dính yeah. vào cái gọi anh 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 Thủy vừa nói là cái nợ trần nếu mà cái nợ trần nó có yeah. nó nó quá thấp đó thì làm sao đi vay được nữa mà ừ. không đi vay được quý vị thấy chính ông Powell là chủ tịch nghĩa là là là, là Quỹ Liên bang cũng nói nếu mà quý vị không tăng cái này đó thì làm sao tôi trợ giúp tôi giúp quý vị được. Bên thì... phía đảng Cộng hòa đó họ nói như thế này nợ trần là cái chuyện um, hàng năm phải phải nâng nhưng mà lần này đó họ chống lại bởi vì nó kèm theo cái chuyện nợ trần là cái số tiền chi tiêu quá, quá nhiều hơn ba năm trăm tỷ Mỹ kim họ không đồng ý cho nên kéo vào luôn với món nợ trần họ không đồng ý cho nên họ không bỏ phiếu và ông mà Mitch McConnell tuyên bố không có một bất cứ một thành viên đảng Cộng hòa nào bỏ phiếu để nâng mức nợ trần lên cả là lý do là như vậy vâng nhưng mà tôi cũng sẽ tôi là kinh tế gia thành tôi nói đây là một cái đòn gọi là đòn chính trị là khái tại vì những cái tiểu bang mà của quý vị đó cũng là ăn một cái búa tôi xin lỗi dùng cái chữ đúng, đó đúng. tại vì dạ, vâng. đừng có những quên tiểu bang đó. bảo thủ cũng bị đúng. ảnh hưởng rất lớn không có phải cả... là yeah. lấy dĩ nhiên nó ảnh hưởng tới cả cả xứ hoa kỳ nhưng mà những cái tiểu bang của quý vị đó mà bây giờ đó quý vị có thể ra trước cử tri mà nói tôi là cái người cúp tôi ừ. là cái người cúp nghĩa là trợ giúp cho con ít không ừ. hay là tôi là cái người cúp trợ giúp cho nghĩa là sinh viên không yeah. thì khó mà thắng cử lắm thành ra tôi nghĩ đây nó là một cái đòn để họ nghĩa là nghĩa là thương thuyết tạo cái thế bởi vì sao Ít nhất thì họ cũng là phe thiểu số, họ vâng. phải có một công cụ nào đó để vâng. chống lại cái thế mạnh của đảng Dân Chủ. Nhưng mà đối với tôi đó, tôi không phải là Dân Chủ mà tôi là, là Independent thì tôi thấy nếu mà Hoa Kỳ đó không có xài đó thì mai mốt đó rất là khó khăn để cạnh tranh, muốn ừ. cạnh tranh đó thì chúng ta phải có hạ tầng cơ sở về vấn đề mà vật chất nhưng yeah. mà phải có hạ tầng cơ sở về vấn đề mà gọi là là, là xã hội nữa yeah. quý vị thấy là ở bên Âu Châu đó họ cũng có những cái đó mà yeah. họ cũng cạnh tranh được có thể là có thể khó cạnh tranh với Trung Quốc vì Trung Quốc không có vấn đề mà nghĩa là bảo hiểm yeah. hay là cho gì cho dân chúng nhưng mà cũng có thể làm được chứ không phải không rồi yeah. cái thứ hai nữa đừng quên đó ở bên này đấy nói tôi xài tiền thật nhưng yeah. mà tôi tìm ra thuế để bù vào đó thành ra không có cái vấn đề nợ nó không có tăng quá nhiều yeah. đó bao giờ cũng vậy kinh tế gia nói là ở tôi đi vay tiền tại vì tại sao tôi vay tiền tôi dám vay tiền tôi vay tiền thì tôi phải trả nợ chứ đúng không nhưng mà nếu mà tôi vay tiền đó thì cái tiền của tôi đầu tư vào nó sẽ sinh ra gấp 2, gấp 3 lần và kinh tế nó mới tăng trưởng và khi kinh tế nó tăng trưởng đó thì quý vị thấy là là người ta có công an việc làm và người ta có công an việc làm thì có thuế chính phủ sẽ có thuế thì do đó nó vấn đề là cách quý vị nhìn có cần đầu tư hay không mà quý vị thấy là cái vụ covid này nó cho thấy cái gì cái vụ covid nó cho thấy là cái cái giữa người giàu và người nghèo đó, nó rất là cách xa yeah. chỉ có nước mỹ là mình phải nói nước mỹ là một nước nghĩa là cái giàu nghèo nó cách xa rất là nhiều trong khi ở âu châu đó quý vị thấy thuế ở âu châu đó mình không nói nhưng mà trung bình thuế ở âu châu bốn mươi là bình thường ừ. ba bước, đối với người giàu đó 40% là là bình thường thì ở đây đó quý vị thấy ở đây chỉ có những người trên 400.000 ừ. thì mới bị nghĩa là IRS nghĩa là sợ gái. Ừ. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy thì tới bây giờ đó quý vị thấy là chính phủ mới vào trong cái tuần chót này tôi nghĩ là cái tuần này là rất là rất là à, quan trọng, trọng là... rất là quan trọng là vì phải giải quyết những cái khác biệt giữa trong đảng một bên đó đảng dân chủ nó một bên đó xài rất là nhiều, cứ nghĩa là dân 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 nghĩa là nghĩa là uh, cực tả nó thì muốn xài nhiều. Ừ. Thật ra đó quý vị thấy không, Hoa Kỳ đã lúc nào đó những cái người mà thành công nhất đó là những người mà gọi là trung dung. Quý vị yeah. thấy không? Chỉ còn nghĩa là nếu mà, mà nợ nhiều, vay nhiều, mà tới bây giờ thì quý vị thấy là thương thương là các ông tổng thống Cộng hòa hay là dân chủ thì nghĩa là tương đối là Nâng nhiều nào? Vâng, vâng. Thưa không. quý vị, trong lúc mà giáo sư trình bày thì chúng tôi đưa ra cái họ tổng kết dưới các thời kỳ trong số này không có chưa có tổng thống Trump và tổng thống Biden nhưng mà dưới thời Reagan ông xài khủng khiếp luôn. Thì đúng rồi. Kiên ngoan. Tại vì dưới thời yeah. ông Reagan chưa hết á, cái chính là sách của là không cái, ông ông ta bớt thuế rất là nhiều. À, tôi tôi cũng phải cảm ơn ông ta vì ông ta cho tôi bớt thôi nhưng mà đồng thời thì nợ như chú trộm thì đúng nói nó nợ như chú trộm thì không đúng tại vì quý vị biết đó ở đây đó mình phải, tôi mở giống ngoặc đó Trung Quốc đã sử dụng cái này để nghĩa là ép buộc Hoa Kỳ bằng cách nghĩa là bán các cái công phố hiếu của Hoa Kỳ nhưng mà vừa bán ra thì, thì nhiều người khác họ mua ngay lập tức tại vì cái công khố phiếu Hoa kỳ lúc nào quý vị cũng mua được và à. lúc nào quý vị cũng bán được thành ra nó là tự do chứ bây giờ bạn mua cái công khố phiếu của Trung Quốc coi làm sao mà bán được Thế bán thì bán nhưng mà bán thì lấy dân nhân dân tệ à? hả? Thời của đó. ông Bush cha với Bush con á, và xài hơn cả thời của Obama với Clinton nữa thì đúng rồi thì vì vậy đó quý vị anh 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 thụy quên không này. để mình so sánh được thấy Đúng là đó. cái việc mà đảng cộng hòa hiện nay đang chống đối cái mức nợ trần đó để mà cho người dân thấy là ô họ nói như vậy thôi nhưng mà đến khi phiên họ nắm chính quyền đó họ lại xài bạo hơn đã thời thì bị vậy người ta đó. nói là, là giả dối hypocrite à, <laughs> nghĩa <laughs> là giả dối nhưng mà ở chỗ này tôi thấy đây là một cái đòn chính trị mà thôi ừ. tại vì họ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên các cái tiểu bang mà ừ. cộng hòa đó bây giờ đó cứ nói vậy nếu mà bây giờ là chúng ta là thời covid thì tiểu bang nào ít người dính covid hơn người tiểu bang nào chích nhiều thuốc trùng ngừa hơn thì tiểu bang chích thuốc trùng ngừa nhiều đó thì ít người nằm nhà thương mà ít người nằm thương thì đỡ tốn kém hơn rất là nhiều tại vì mỗi Đúng. một người nằm nhà thương là trung bình là bốn hơn bốn chục ngàn đô la nghĩa là, nghĩa là GDP của một người hàng năm cho nên cái câu trả lời đó để cho thấy rằng ở những cái tiểu bang cộng hòa đó cái chi tiêu của chính quyền liên bang nó lại đổ nhiều hơn nữa vâng. để cứu những người này chỉ vì họ không chịu chích ngừa mà thôi thì tôi thấy đáng lẽ là những người không trích ngừa thì được, không được ưu tiên vào nhà lượng thì thôi rồi. thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề này uh, sau khi chúng ta có ngân sách vâng yeah. tại vì cái tuần tới nó là cái tuần là 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 rất là quan trọng phải có ngân sách rồi vâng. đó thì chúng tôi sẽ mời quý vị tiếp tục theo dõi những cái tin tức liên quan đến vấn đề kinh tế. Cảm ơn anh Quân rất nhiều bạn. Vâng, xin uh, cảm ơn quý vị. Tôi muốn nhắc lại quý vị là tuần tới là quan trọng lắm. Nội trong tuần này phải giải quyết tất cả những cái khó khăn của ừ. kinh tế Hoa Kỳ qua cái ngân sách và qua cái nợ trần. Cảm ơn vâng. quý vị rất nhiều. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui và trở lại với chúng tôi với các bản tin cà phê sáng và thời sự thế giới trong tuần quý vị nhé.